trận chiến giết rồng. Ngày xưa, tương truyền rằng trong thần thoại Bắc Âu, ở vương quốc Asgard có một nữ chiến binh Valkyrie xinh đẹp tên là Brynhild. Brynhild, Jamgunna và Anna đang chiến đấu ác liệt. Người hãy mang chiến thắng tới cho Jamgunna. Hắn đã nhiều tuổi, lại có công lao xây dựng đỉnh Jamgunna hùng mạnh. Dạ vâng, thưa thần Odin. Ồ, tại sao Odin lại bắt ta trao chiến thắng cho Jamgunna nhỉ? Nhà vua Anna thật trẻ trung và tuấn tú. Ta phải trao chiến thắng cho Anna mới được. Sao cô ta dám không nghe lời ta? Thần Odin vĩ đại, xin ngài hãy tha thứ cho kẻ nông nổi này. Brynhild, người sẽ phải sống trong tòa tháp này cả đời, và chỉ được lấy duy nhất một người đàn ông đủ dũng cảm để vượt qua nỗi sợ hãi vòng lửa thần của ta. Thuở ấy, trong vùng có người chiến binh tên là Sigurd. Chàng nổi tiếng khắp miền vì chiến công giết con rồng tham lam độc ác Fafnir. Đó là tòa tháp gì vậy? Một chàng trai thật tuấn tú, biết đâu chàng sẽ là cứu tinh của đời ta. Thì ra là một chiến binh Valkyrie xinh đẹp. Ta tên là Sigurd. Ừ, sao nàng lại ở một mình giữa chốn hoang tàn đổ nát này chứ? Ta là Brynhild, vốn là nữ chiến binh thân cận với thần Odin. Thật tội nghiệp nàng. Tuy thời gian gặp gỡ không dài, nhưng cũng đủ để Sigurd và Brynhild đem lòng thương yêu nhau. Sigurd, nhất định ta sẽ quay về đây đón nàng và cưới nàng làm vợ. Kinh thành Bungudi. Trời ơi, cha, oai dũng quá. Vị kia thật đúng với hình mẫu lý tưởng của đời ta. Gunnar, con trai ta, con đã tìm hiểu ngoài cổng thành có chuyện gì náo nhiệt chưa? Dạ, chiến binh Sigurd đã trở về từ chuyến giết rồng ác Fafnir. Chàng ta mang về rất nhiều vàng bạc ngọc ngà quý giá, thưa vua cha. Cha, quả là một kẻ phi phàm, đức vua của em. Em nảy ra ý này. Thật cảm tạ đức vua và hoàng hậu đã tiếp đón trang trọng. Sigurd, Gudrun con gái của ta rất cảm mến ngươi. Hy vọng ngươi có thể trở thành chồng tương lai của nó. Ờ, thần không thể nhận lời được ạ. Các ngươi mau đuổi theo công chúa, đừng để cho nó làm chuyện gì dại dột. Sao ngươi dám khước từ con gái của ta? Nếu thần nhận lời, thần sẽ biến thành kẻ phụ bạc. Thần đã có là hẹn ước với Brynhild, nữ chiến binh Valkyrie ở tòa tháp Jamgunna. Sigurd đã chê bai và từ chối con. Còn ai dám lấy con nữa chứ? Tên Sigurd khiến con gái của ta đau khổ, làm ta mất mặt. Sigurd à, quả thật ta có chút quá đáng khi đã nổi giận với ngươi. Thần cũng có chút sổ sàng khi vội vàng khước từ lời đề nghị của ngươi. Thật may mắn cho Brynhild vì đã có được trái tim chung thủy của ngươi. Trước khi tạm biệt, ta muốn tặng ngươi chút rượu quý. Sigurd, uống hết bùa yêu này rồi, ngươi sẽ sớm mê mẩn Gudrun và quên sạch ký ức về Brynhild. Gunna, con hãy tới tòa tháp Jamgunna đón Brynhild về đây và kết hôn cùng với nó đi. Ờ, mẫu hậu, Brynhild vốn là hôn thê cũ của Sigurd cơ mà. Dù Sigurd đã cưới Gudrun, nhưng ta vẫn không yên tâm. Trước đây Sigurd từng nói, cô ta chỉ cần được thần Odin cho phép cưới người đàn ông duy nhất cứu khỏi tòa tháp. Nhưng con làm sao bước qua vòng lửa vây của thần Odin? Gunna, ta có ý này. Chàng là ai? Tại sao chàng lại vào được đây? Brynhild, tên của ta là Gunna, hoàng tử của đất nước Burgundy. Đây là cơ hội duy nhất cho nàng đấy. Hãy mau theo ta. Hóa ra, người đã đưa Brynhild trở về chính là Sigurd. Vì chỉ có chàng mới vượt qua được lửa thần Odin, chàng đã đồng ý với hoàng hậu để giả dạng thành Gunna
và đi làm nhiệm vụ này bởi chàng chẳng còn ký ức nào về Brynhild. Sigurd đã giả dạng người khác để đón ta sao? Chàng lấy công chúa Godin mà phản bội ta. Brynhild thật hạnh phúc vì con đã đồng ý làm vợ của con trai ta. Con sẽ vứt hết những thứ cũ xui xẻo, chỉ dành một lòng ở bên cạnh Gunnar mà thôi. Sao đột nhiên thấy thiết dây chuyền ấy, mình lại cảm thấy đau đầu dữ dội. Trời ơi, ta đã nhớ ra tất cả rồi. Brynhild, là ta đã bị hoàng hậu Brynhild chuốc bùa yêu. Hãy tha thứ cho ta. Quá muộn rồi, giờ chàng đã thuộc về người khác. Brynhild, lẽ nào còn điều gì khiến nàng buồn khổ? Em đã biết người cứu em hôm ấy chính là Sigurd. Lúc đến tòa tháp, Sigurd đã tán tỉnh em. Lẽ ra chồng của công chúa Godin, hắn phải giữ gìn khuôn phép mới phải. Sigurd, hắn đã làm xấu hổ người phụ nữ của ta. Chỉ cần cướp được kho báu của hắn, chàng sẽ là người giàu có nhất. Sigurd, Brynhild làm một ít bánh bao, bảo ta mang đến cho cậu. Brynhild đã tha thứ cho ta. Cảm ơn hoàng tử Gunnar. Gunnar, bánh này có độc. Ngươi định làm gì? Ta sẽ lấy mạng ngươi để trả thù cho Brynhild và cướp hết kho báu của ngươi. Đừng hòng. Sigurd, chàng quên rồi sao? Ta là nữ chiến binh Van Kedie, ta muốn cho ai thắng mà chẳng được. Chiến binh Sigurd, đây là kết thúc dành cho ngươi. Kẻ giết rồng đã bại dưới tay ta. Gunnar! Brynhild, ngươi đã giết chết cả Gunnar và ân nhân Sigurd của ngươi rồi đó. Thần Odin, Sigurd đã bội ước với con không thể tha thứ cho chàng ấy được. Ta sẽ đưa linh hồn Sigurd trở về Valhalla ở vương quốc Asgard, nơi có những vị thần chào đón chàng ta. Còn ngươi, ngươi không xứng đáng là một nữ chiến binh Valkyrie. Xin thần Odin hãy tha thứ cho con. Con sai rồi. Ta đã tha thứ cho ngươi một lần ở tháp Jamgunna, và Sigurd đã cứu thoát ngươi khỏi đó rồi. Ngươi nghĩ lại xem, mình đã đối xử nhẫn tâm với ân nhân cứu mình như thế nào. Ta không còn muốn nhìn thấy ngươi ở Asgard nữa. Vì hành động hồ đồ, tàn nhẫn, ngang ngược và vô tình với Sigurd, Brynhild đã bị thần Odin trừng phạt. Nàng ta không được trở về Asgard tiếp tục cuộc sống của nữ chiến binh Valkyrie, và kể từ đó cũng không còn ai nhìn thấy nàng nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!